bảy Lưu ý khi lựa chọn mặt bằng cà phê Tech OA. D. Chỉ dành riêng cho Group CFB. 1. Trả lời được câu hỏi lớn nhất, bán cho ai? Từ việc bán cho ai mới chọn địa điểm đặt mô hình. 2. Mặt bằng, mát mẻ mới bán được. Vì sao? Vì mát mới bán lâu được, nóng quá nhân sự và chính chúng ta sẽ sớm bỏ cuộc. Mà, khách hành vào mua cà phê đứng chờ cũng cảm thấy thoải mái, mọi người để ý đi. Chỉ đi trên những con đường thoải mái, ta mới có suy nghĩ muốn mua một thứ gì đó. 3 nhìn thấy từ xa, nhìn thấy từ xa không chỉ tốt trong bán cà phê mang đi, mà ngành kinh doanh nào cũng vậy. Mặt tiếp thị tốt thì mới thu hút khách hàng được. Khi khách hàng đi từ xa thấy một điểm cà phê Tech Away, họ bắt đầu có suy nghĩ sẽ mua. Từ khoảnh khắc muốn mua đến quyết định mua, sẽ dừng xe đúng điểm bán của chúng ta. Ước gì bề ngang dài, càng dài càng sướng, thề luôn, mặt bằng có bề ngang lớn, vừa bán mang đi được, vừa ngồi lại được. Có không gian cho bạn thỏa sức sáng tạo. 4. Cửa sở hạ tầng vỉa hè đẹp. Sạch sẽ, tôi cực thích những con đường mới. Vì vỉa hè sạch sẽ, có sinh khí, nhiều nguồn năng lượng mới. Cơ sở hạ tầng tốt giúp khách hàng dễ tấp vào, tấp ra đê đê. 5. Mặt bằng nhà mình thì còn gì bằng, còn đi thuê cần nhìn mặt chủ nhà. Chúng ta xét ấp ra một điểm bán, ai mà không muốn 3 năm 5 năm hay lâu hơn. Nên cần suy tính, hoạch định thật kỹ các vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến điểm bán. Trong đó, tích cách, nhân tướng của chủ nhà là vô cùng quan trọng. Đôi khi cần đi xung quanh hàng xóm hoặc bằng cách nào đó thu thập thông tin về chủ nhà để có một thương vụ bền vững. Điều này cần EQ nếu bạn chưa có kinh nghiệm có thể nhờ người lớn hoặc người đã từng thuê nhiều mặt bằng tư vấn. 6. Đặt mô hình ở những nơi có sự lưu thông, đường cụt hay đường hẻm, không dành cho hình take away, trừ khi đặt dưới chân những tòa nhà, văn phòng lớn. Ở đây, tôi chỉ khuyến khích bạn khai thác ở những tuyến đường có lưu lượng lưu thông ổn định. Bạn dễ có khách vãng lai like mới và gia tăng khách hàng trung thành là vô cực nhưng lưu thông cần, tốc độ trung bình, kẹt xe không được, mà chạy nhanh quá cũng không ổn. Vậy mới khó. Thì, 7. Tổng kết lại, mặt bằng cần phong thủy tốt, mà phong thủy là gì? Phong thủy hiểu đơn giản là ai cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu khi ở đó. Chỉ như vậy là đủ. Tôi từng thất bại nhiều trong việc đi thuê mặt bằng. Những chia sẻ phía trên tôi tổng kết từ những mặt bằng đẹp, thành công. Chúc các bạn lựa chọn được mặt bằng như ý. P trên dây, số ly để đo một mặt bằng đẹp hay xấu là 35 ly. Nếu dưới 35 ly, các bạn có thể bắt đầu suy nghĩ được rồi.